Cái đọc bài kế tiếp để đọc hết thơ rồi chúng chuẩn bị đọc comment quý vị nha. Thương người ảm nhận chờ mong, nghĩa là những bác hát ô, những người mà hiện giờ đó cứ mong cho nước Việt dễ dãi để mà đi về á, thì mấy vị viết là thương người ẩn nhẫn chờ mong, con thuyền xa bến vời trong tuyệt vời, thuyền đi muôn vàng trùng khơi, để mùa trăng sáng xuân thời thập niên, tinh xuân cánh nhạn ngoại biên, gửi người năm cũ chim hiền quê hương. Chim hiền là Việt Kiều. Vần dương in bóng bên đường, long hoa mở hội trong vườn Nam Châu. Tức là cái hội long hoa sẽ mở ở miền Tây nước Việt, miền Nam nước Việt. Long hoa mở hội trong vườn Nam Châu, xanh xanh non nước một màu, chuột vang tiếng gọi mừng trâu nhập bầy. Cọp kia mới thật là hay, rừng thiên ngự trị ấy ngày viên an. Trời xuân mở cánh mai vàng, núi sông sông núi gian sang một nhà. Trải bao năm tháng phôi pha, ngày nay liên hợp Trung Hòa lập hưng. Trắng xanh xanh trắng tưng bừng, ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê. Ác tinh là mấy cái ngôi sao á, rơi rụng ngập rừng xích lê, tức là ai mang ngôi sao á là rụng hết. Ngôi sao ở Trung Cộng nè, rồi những cái gọi là ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê, ý là mấy vị nói cái đó đó. Thương người chọn nghĩa chọn thề, duyên xưa nói lại tình quê kết tình. Nghĩa là những người hải ngoại sẽ đi về gặp lại những cái người thân thương, mà có những người đi tới giờ 40-50 năm chưa có về nha quý vị. Đó là bây giờ ở trên nói cái bài thơ này vậy. Duyên xưa nói lại tình quê kết tình, thương ai giữ diện gương chinh, gian lao nào quản điêu linh chẳng màng. Chờ xem vũ nhạc son sang, ngũ am trội khúc ông hoàng si bay. Đến nay nước phải là ngày, cái ngày nước Việt đó là bắt đầu thay đổi mới. Đến nay nước phải là ngày, châu về hợp phố chúc mai tới hồi. Châu nha duyên cũ đền bồi, nghiệp ngoan nay đã qua rồi ba thu. Đêm thu gió thoảng vi vu, gương nghe khuất bóng mịt mù canh khuya. Hổ mang nước mắt đầm đìa, hổ mang nước mắt đầm đìa, vẻ ăn rắn mà biết khóc ta. Thương cho xích quỷ mũ liêu chẳng còn. Cái này chắc ai mà chức vụ cao á, mũ liêu nó. Thương cho xích quỷ mũ liêu chẳng còn, trống rung ải bắt đầu non. Trống rung ải bắt đầu non, kìa xem ánh lửa cam toàn linh thiêng. Tứ tam niên đại chinh yên, dình lòng nhẫn nhục chim hiền nhớ chăng. Đừng nôn đừng nóng lăn xăng, mới toàn sứ mạng chức năng đạo đời. Cái này câu này chắc quý vị nói chuyện, đừng nôn đừng nóng lăn xăng. Nên gần mười mấy năm nay biết mình có sứ mệnh mà im như là rùa rút đầu vậy, bị tam hiếp quá trời. Thì hai năm nay mới gì cho ra nói kiệt lên hay kiệt nói. Chứ thiên cơ kiệt biết lâu rồi, thấy gì cũng trúng hết. 40 năm luôn rồi đó, 40 mấy năm rồi đó. Đừng nôn đừng nóng lăng xăng, mới toàn sứ mạng chức năng đạo đời. Từ nay chớ lấy mà chơi, đời phòng lũ phỉ đất trời không dung. Chờ cho hoa nở tay côn, câu này ngoài kia không biết ai dịch được không ta. Hoa nở tay côn là ở đâu ha? Chờ cho hoa nở tay côn, nở nghĩa là hoa nở là mình biết rồi đó. Thì là trăm họ vui chung an hòa, chờ cho hoa nở tay côn thì là trăm họ vui chung an hòa. Hết đời lan xối đi hoa, thì bây giờ quý vị thấy hết đời lan xối đi hoa. Mình mấy câu này nói ai là mình cũng biết rồi đó.
hết đời lan khói đi hoa, đất lành chim đậu phong ba qua rồi. Cái nước Việt á, là sẽ là đất của tương lai của thế giới, là đất lành chim đậu, là khắp 6 triệu người đi về nước Việt. Thì câu này quý vị ở trên mấy vị nói vậy á, đất lành chim đậu phong ba qua rồi, nửa đêm hổ bủ giao bôi, nửa đêm hổ tủ giao bôi, tủ là chắc uống rượu ha, bình minh trang điểm ba ngôi trên trời. Thêm khúc này nữa. Đông Hải Sơn Trung nhập Hải Quan, trời Đông Hải khơi màu cuộc chiến, đất Trung Sơn tính chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư, ấy thuyền Thiên Quốc chuyển từ Thế Công, nhớ khi xưa cũng thuyền mát đốc, phía cờ qua đến chọc giặc ma, bao năm nát cửa tan nhà, trời Nam khói lửa can qua chiến trường, ngày nay vẫn theo đòi gương trước, thuyền Trung Sơn nay thuộc biển Đông, thương thay cho lũ mang đồng, tính khôn tính dại khó mong thoát nàng.